Biến đổi khí hậu làm phát sinh nhiều loại dịch hại mới, làm nhà nông khó khăn hơn trong nghề trồng lúa. Làm sao đây? Giải pháp nào đối phó? Bây giờ có rồi, Totanphilia, giải pháp mang lại hiệu quả vượt trội, được nhiều bà con có kinh nghiệm trồng lúa tâm đắc sử dụng để trừ bệnh đạo ôn và vi khuẩn. Nhưng với thời gian gần đây thì sau khi mà nghe thầy Kim hướng dẫn thì tôi ở dưới là tôi tháo nước ra, là tôi dùng vôi tôi gãi. Ở trên là tôi dùng Totan cộng với Philia là tôi phun xịt. Thì 1-2 ngày sau ra thăm đồng thì thấy hiệu quả là rất cao, là bộ rễ nó đâm chồi là xanh tốt. Và đồng thời là tôi tâm đắc nhất là khi mình phun xịt mà nó trùng lối thì nó không bị vàng và không bị ngộ độc, mà thước nó đảm bảo được là môi trường và tôm cá. Thời điểm bón phân đón đồng, lúa giáp tán, bệnh đạo ôn lẫn cháy bì lá dễ dàng bộc phát. Nhiều nhà nông sau khi sử dụng đã khẳng định hiệu quả vượt trội của cặp đôi Totanphilia trong trường hợp này. Đạo ôn nó kèm theo vi khuẩn, cho nên nó chết từng chòm, mình nhổ cái lúa lên là cái lúa nó có mùi hôi thối, cái rễ nó bứt gốc, nó bứt củ hủ chứ không lên rễ. Như vậy mình biết đó là bị vi khuẩn rồi, cho nên mình lấy là Totan cộng Phila là vừa diệt được đạo ôn, vừa diệt được vi khuẩn, nó là tốt nhất. Và 3 ngày sau đó là cái rễ lúa nó phát triển lên, nó đâm trắng rễ hết. Vô nước xà phân rồi phát triển bình thường, không có gì. Bây giờ đã có Phila và Totan rồi, tôi không còn ngại gì vấn bệnh mà đạo ôn và vi khuẩn nữa. Bởi vì hai cái thuốc này phối hợp nhau rất đáng ý và trị hai bệnh đó rất là xuất sắc luôn. Bây giờ đạo ôn kết hợp với vi khuẩn thì bà con nên là phun hai thứ luôn. Vừa đạo ôn, vừa vi khuẩn. Phối hợp giữa Phila và Totan đó là cái hiệu quả ngoài cái mong đợi. Tôi đã sử dụng liên tục vừa hè thu vừa rồi, và có một mẫu ruộng tôi đã làm ở vụ 3, tôi rất là tâm đắc cái miếng ruộng đó, xử lý rất là tốt. Phila và Totan đó, thì Phila là làm cho lá lúa chúng ta khô vết bệnh và lá lúa dày thẳng đứng xanh và đẹp, còn Totan đó, thì sạch triệt để cái bệnh vi khuẩn trên cái lúa. Totanphilia, cặp đôi hoàn hảo, đặc trị bệnh vi khuẩn và đạo ôn, an toàn, hiệu quả vượt trội.